Xin cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục với ban tần của đài truyền hình IBC TV. Và tiếp theo là bản tin cho hay, San Francisco kỷ niệm ngày tự hào sau phán quyết của tòa án tối cao. Hàng ngàn người đổ ra đường phố của San Francisco vào hôm Chủ nhật để kỷ niệm ngày tự hào với những lá cờ cầu vồng khổng lồ, những chiếc váy đầy màu sắc và những chiếc xe hoa. Quyền phá thai và quyền chuyển giới được chú trọng hàng đầu tại cuộc diễn hành tự hào và ở San Francisco, nơi mọi người cầm những tấm biển ghi hủy bỏ tòa án Roe v. Wade năm muôn năm và chúng tôi bất đồng chính kiến. Trong số những người tham gia có Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ là bà Nancy Pelosi, người đi trên một chiếc xe trong cuộc diễn hành. Những người tham dự lễ kỷ niệm niềm tự hào do cộng đồng LGBT ở khắp Hoa Kỳ đã được tổ chức vào cuối tuần đã bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của tòa án tối cao về việc đảo ngược quyền phá thai theo hiến pháp và làn sóng luận chống chuyển giới. Trong hơn 50 năm qua, thì những người thuộc cộng đồng LGBT và những người ủng hộ đã diễn hành vào cuối tuần của tuần cuối tháng 6 để kỷ niệm các quyền tự do giành được khó khăn. Nhưng giờ đây, nhiều người lo sợ những quyền tự do đó đang bị đe dọa. Các cuộc diễn hành tưởng niệm các cuộc biểu tình nổ ra sau khi cảnh sát đã đột kích một quán bar dành cho người đồng tính tại Stonewall Inn ở thành phố New York vào ngày 28 tháng 6 năm 1969. Một con voi con mammoth hơn 30.000 năm, một khám phá tình cờ của các thợ mỏ đào vàng ở Yukon của Canada đã dẫn đến việc phát hiện ra một xác ướp mammoth với bộ lông gần như hoàn hảo, được cho là đã tồn tại hơn 30.000 năm. Xác ướp của con voi mammoth cái chưa trưởng thành được đặt tên là Nunchaga, có nghĩa là con vật lớn trong tiếng Hàn của người bản địa, theo CBS dẫn thông tin từ chính quyền của vùng lãnh thổ Yukon ở cực Tây Canada cho biết hôm 25 tháng 6. Người đào vàng đã tìm thấy xác ướp vẫn còn nguyên cả da và lông, trong khi đào xuyên qua lớp băng vĩnh cửu ở Urakaray trong mỏ vàng Klondike ở Chaudet Huyn thuộc vùng lãnh thổ của Yukon. Khi còn sống thì Nunchaga có khả năng đã đi lang thang ở Yukon với ngựa hoang, sư tử hang và bò rừng thảo nguyên khổng lồ. Giới chức trách cũng khẳng định đây là phát hiện quan trọng và hiếm thấy, ngay cả đối với một khu vực như Yukon, nơi có hồ sơ hóa thạch nổi tiếng thế giới về động vật kỷ băng hà. Một số phát hiện tương tự từng được ghi nhận ở Alaska với xác ướp một con voi mammoth bán phần tên là Effie được tìm thấy vào năm 1948 và vào năm 2007, xác của một con voi mammoth sơ sinh 42.000 tuổi có tên là Liuba cũng đã được tìm thấy ở Siberia. Con Nunchaga có kích thước tương tự với Liuba, theo thông cáo từ chính quyền của địa phương nơi đây đã cho hay. Vô tình đã quyên được 15.000 Mỹ Kim cho cháu chữa bệnh ung thư. Cụ ông đã bỏ loại xe dưa hấu về quê kiếm tiền chữa bệnh cho cháu gái mắc bệnh ung thư, nhưng đã tình cờ quyên góp được 15.000 Mỹ Kim. Ông Drew, 70 tuổi, thường dành 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày lái xe kéo đi khắp Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam, miền Trung của Trung Quốc, để bán dưa hấu với giá 20 nhân dân tệ, tức là khoảng 3 Mỹ Kim cho mỗi quả dưa hấu, theo SCMP đưa tin. Sau khi cháu gái của ông được chẩn đoán là mắc u nguyên bào thần kinh, là loại ung thư ảnh hưởng đến các mô thần kinh, thì ông Joe đã nhận ra là xe dưa hấu không đủ để giúp cho gia đình trang trải chi phí y tế, mà các bác sĩ ước tính đã lên tới 600.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 89.000 Mỹ Kim. Vì con trai đang đi làm và con dâu bận chăm sóc con ốm, nên ông Joe đã quyết định cần phải trở về quê nhà ở thành phố Khai Phong, thuộc tỉnh Hà Nam, để cố gắng kiếm thêm tiền bằng nghề nông. Ông đã để lại xe dưa hấu bên đường cùng với tấm bìa carton ghi vài dòng chữ giải thích tình hình. Ông cũng để lại mã QR trên quầy hàng để người có thể mua dưa hấu và tự thanh toán. Tuy nhiên, ông không ngờ việc làm này đã mang đến niềm vui đặc biệt cho gia đình của ông. 3 ngày sau khi ông Chu về quê, gia đình đã ngạc nhiên khi nhận được 20.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 3.000 Mỹ Kim, từ một người lạ tốt bụng. Trong vài ngày tiếp theo, thì khoảng 3.000 người lạ đã quyên góp từ 50 đến 2.000 nhân dân tệ. Cuối cùng thì đã giúp cho gia đình ông quyên góp được 100.000 nhân dân tệ, tức là khoảng 15.000 Mỹ Kim.
Tôi đã không bao giờ quên được lòng tốt từ tất cả những người lạ, và tôi phải cố gắng bán những quả dưa hấu ngon nhất để đáp lại tấm lòng của họ, ông Du đã chia sẻ. Tin tức cập nhật từ Việt Nam, bắt bỏ tù người bất đồng ở Việt Nam lên cao nhất trong năm 2021 và năm 2022. Báo cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam được thực hiện với sự cộng tác của một số người hoạt động nhân quyền trong nước và sử dụng nguồn mở từ báo chí nêu lên tình trạng bạo hành gia tăng của lực lượng cơ quan công quyền với hồ sơ của 13 vụ án, trong đó nghi phạm bị đánh đập đến chết hoặc bị thương tích nặng. Trong khi đó, thì trước Liên Hiệp Quốc, đại diện chính phủ của Việt Nam phủ nhận việc bạo hành của cơ quan công quyền là nguyên nhân gây tử vong cho những nạn nhân trong thời gian bị tạm giam tại đồn. Viên chức đó còn cho hay các nạn nhân đã tử vong vì đã mang trọng bệnh trước khi bị bắt, hoặc có thể là do phạm nhân dây dứt dằn vặt về hành vi phạm tội của mình dẫn đến bi quan mà tự tử. Báo cáo với công bố của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam là một sự bổ túc cho các văn bản ghi nhận tình hình quyền con người ở quốc gia Đông Nam Á của các tổ chức quốc tế, ví dụ như nạn nhân kỳ thị vẫn phổ biến, bao gồm kỳ thị đối với những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa, kỳ thị đối với người ngoại đảng, kỳ thị nhóm dân tộc thiểu số, kỳ thị người có tôn giáo và kỳ thị đối với phụ nữ. Số trường hợp nhiễm sốt xuất huyết tiếp tục tăng cao, bệnh viện lo thiếu thuốc, tin từ Việt Nam. Tính đến hết ngày 24 tháng 6, thì số trường hợp nhiễm sốt xuất huyết ở Việt Nam đã lên tới 77.000 người, với 30 trường hợp tử vong, theo tổng kết của Bộ Y tế. Nhưng dự báo của các chuyên gia y tế đã cho thấy, con số này sẽ tiếp tục tăng cao trong các tháng tiếp theo. Theo truyền thông nhà nước vào hôm 27 tháng 6 cho biết, các chuyên gia y tế lo ngại số trường hợp nặng, sốt do sốt xuất huyết tăng cao so với 3 năm cùng kỳ, trong khi còn 3 tháng nữa mới đến đỉnh điểm. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp, thì đặc biệt là ở các tỉnh phía Nam vào sáng ngày 27 tháng 6, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đã đi kiểm tra công tác tiếp nhận và điều trị tại các bệnh viện ở thành phố Sài Gòn. Các bác sĩ tại các bệnh viện đã được Bộ Y tế đi kiểm tra cho biết là họ liên tục tiếp nhận các trường hợp nhiễm sốt xuất huyết mỗi ngày và số ca đã tăng liên tục. Hiện việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân vẫn được kiểm soát tốt, nhưng các bệnh viện đã gặp khó khăn về nguồn cung ứng thuốc điều trị sốt xuất huyết. Cụ thể là tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, bệnh viện đang thiếu các loại thuốc điều trị như là Dextran 40, HES 200, Dextran 70 và các thuốc vận mạnh như là Dopamine. Nhiều địa phương của Việt Nam cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh nhân nói chung sau khi các loạt các giới chức y tế đã bị khởi tố và bắt giữ do những sai phạm trong đấu thầu mua thuốc và vật tư y tế trong thời gian đại dịch coronavirus 2 năm vừa qua. Tiểu bang California tăng thuế xăng tuần này, giá xăng sẽ tăng thêm là 3 cent cho 1 gallon. Thuế xăng ở tiểu bang California chỉ còn khoảng một tuần nữa là tăng lên lần nữa, nhưng do giá xăng tăng vọt mấy tuần gần đây nên với một số cư dân, tăng thuế xăng vào lúc này có lẽ là lúc không thể tệ hơn. Theo đài phát thanh KCPS hôm thứ Năm, tức là ngày 23 tháng 6 đã đưa tin. Thời điểm tăng thuế xăng này đặc biệt tệ hại cho những người đang tính lái xe đi chơi xa mấy tuần sắp tới. Kể từ ngày 1 tháng 7 thì giá xăng ở tiểu bang California sẽ tăng là 3 cent cho 1 gallon. Nghe có vẻ không nhiều nhưng cộng dồn sẽ nhiều, nhất là vì giá xăng vẫn đang tăng. Trước đây thì thống đốc Gavin Newsom đề nghị hoãn tăng thuế xăng của năm nay, nhưng quốc hội của tiểu bang California đã bác bỏ đề nghị đó. Các nhà lập pháp của tiểu bang cũng đang bế tắc về kế hoạch trợ cấp tiền xăng cho cư dân, làm thất vọng tài xế khắp tiểu bang. Mặc dù thời điểm tăng thuế xăng lần này có vẻ không thích hợp, nhưng số tiền thu được sẽ dành cho đường xá và phương tiện giao thông công cộng của tiểu bang California vốn đang rất cần sửa chữa cũng như là bảo trì. Quý vị vừa mới theo dõi bản tin cuối cùng cho phần tin tức tổng hợp buổi sáng ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi quý báu của quý vị và cũng xin cảm ơn các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.
Bảo Khanh và Hà Anh xin kính chúc cho quý vị khán giả luôn có thật nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.